Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay có một cái món đồ mà Peter cũng đã muốn giới thiệu các bạn lâu rồi, nhưng mà cái này là một cái món đồ rất là quan trọng. Nếu các bạn nào dự định mua xe Tesla, hoặc là những bạn nào mà đã có xe Tesla, thì cái mình cần đầu tiên luôn phải có nha, mua cái này liền bỏ trong xe. Tại vì cái lý do là như vậy, Peter có một cái câu chuyện kể cho các bạn. Cái mà các bạn cần mua nó là cái này đây, ok, cái bao này đây. Nhưng mà trước khi Peter mở cái bao này ra cho các bạn xem nó trong đó là cái gì, thì Peter kể cho các bạn câu chuyện là hôm qua Peter có một người bạn coi cái video mà Peter mới chia sẻ tuần vừa rồi á, cách vá bánh xe á, thì cái người bạn đó coi trong cái video đó xong mới text cho Peter, mới nói là ô trời ơi, không biết là mình phải mua cái puck. Coi cái video của Peter xong rồi bây giờ mới giật mình, tại vì cách đây mấy hôm cách đây một tháng mình bị lủng bánh xe, rồi mình lái cái xe đi tới cái chỗ nó thay bánh xe, thì tới chỗ thay bánh xe nó hỏi mày có cái nó gọi là cái puck không, thì ông nói cái puck là cái gì, ông không hiểu cái puck là cái gì. Thì cái chỗ vá bánh xe đó nó nói là không, nếu không có cái puck thì tao không có làm, tao không có vá bánh xe mày được, tại vì tao không có đổi cái xe mày lên được. Thì ông lại phải đi một cái chỗ khác. Một cái chỗ khác thì cái chỗ đó là cái người Mỹ làm. Thì người Mỹ làm nó rất là ẩu, nó không có cần cái puck. Nó hỏi ông này, nó không cần hỏi ông này luôn, nó chỉ có đổi cái xe lên rồi nó vá bánh xe cho ông. Thì vá xong đi về, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên á, sau khi người bạn Peter gọi coi cái video của Peter về cách vá vỏ xe đó, và cái cách nâng cái xe mình lên, cách đổi cái xe mình lên đó, thì mới thấy là thiếu cái puck. Thì ngày hôm nay Peter muốn chia sẻ các bạn là các bạn cần phải mua cái puck, cái bộ puck này nè. Ở trên Amazon cái bộ này là cái bộ nó hiệu Bisnor. Peter mua cái này lâu rồi, cái này Peter mua cũng khoảng chừng một năm nay rồi cho chiếc xe mà Model 3 của bà xã. Ok, thì cái này nó là cái gì, ở trong này nó có bốn cái cục nó như vậy thôi, và mỗi cái cục đó nó có một cái u lên như vậy, là để chi biết không, mình bỏ vô ở dưới cái xe của mình á, bốn nó có bốn chỗ. Xe Tesla đặc biệt là vì nó ở dưới đó là nguyên cái gầm của nó là cục pin, thì nó có bốn cái chỗ mà để mình đổi cái xe lên, nâng cái xe lên một cách an toàn, không có bị hư cục pin. Nếu mà mình không gắn đúng á, mình nâng lên một cách ẩu tả đó, thì nó có thể bị cấn vô cái sàn, và cái sàn đó nó có thể lủng, và nó lủng qua cái cục pin là coi như là hư hại cái cục pin, rất là tốn tiền, tốn kém. Cho nên á, tất cả mọi người mua chiếc xe Tesla hoặc là đang đợi để nhận chiếc xe Tesla thì đi lên Amazon mua cái bộ này puck. Ok, Peter sẽ để cái link lên. Thì cái bộ Bisnor này hiện bây giờ á, Peter mua trên mạng là $25. Ok, rẻ thôi. Thì nó sẽ cho mình bốn cái. Mình mua cái này á, mình bỏ trong cái cốp xe của mình. Lý do là tại sao? Trong cái trường hợp của người bạn của Peter á, đang lái xe ở ngoài đường, cái bánh xe nó bị hư, nó bị lủng, mình cần phải lái đi tới cái chỗ sửa xe, hoặc là mình kêu xe tới nó sửa, hoặc là như thế nào đó. Thì nếu mà mình có cái puck này á, thì nó sẽ gắn xuống cái lỗ ở dưới gầm xe á, nó có cái lỗ, và mình cắm, nó cắm vô rồi lúc đó nó mới đội lên được. Như là cái này là cái đồ đội của Peter nè. Peter sẽ để vô, gắn nó lên và đội cái xe lên một cách an toàn. Và nếu mà mình không có tự làm được á, thì mình cũng đi tới cái chỗ để thay bánh xe. Ví dụ như mình có thể lái vô Costco, hoặc là mình có thể lái vô những cái chỗ mà để sửa bánh xe á, thì nó có hay không á, thì không mình cũng không có lo lắm, mà tại vì mình đã có một bộ trong xe. Như vậy á thì nó rất là an toàn cho mình, để mà ai sửa xe của mình, ai cần đổi cái xe của mình lên, họ có cái này, họ làm một cách an toàn. Và Peter là người thích tự làm, cho nên Peter mua cái này để làm ở nhà, và làm việc xong với Peter bỏ vô cốp xe. Tiếp tục cái câu chuyện, nó có một cái này nữa nè, các bạn phải lưu ý. Cái bộ này Peter mua cho bà xã, xong rồi tới lúc mà Peter mua chiếc xe Model Y này của Peter á, thì Peter cứ đinh ninh là
cái này nó ok rồi. Tới cái lúc mà Peter tháo bánh xe ra để Peter sơn cái bố thắng á, thì Peter lấy cái bộ này ra. Peter lấy cái này ra, Peter cắm vô cái lỗ ở dưới. Lúc mà cắm vô, Peter loay hoay hoài nó không vô. Thì Peter chui xuống dưới, Peter nhìn thì không hiểu tại sao mà cái này nó không vô, là tại vì cái vòng tròn này nó bự, trong khi cái lỗ của cái xe này của Peter nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn khoảng chừng 2 ly thôi thì nó không vô. Xong rồi Peter mới đi lên mạng tìm hiểu. Thì đâm ra cái xe này của Peter gắn cái này không được, tại vì cái cục này nó bự, là tại vì cái lỗ ở dưới của cái xe Model Y của Peter nó nhỏ hơn. Peter mới find out là cái xe của Peter làm ở bên Texas, cái factory ở bên Texas, Austin, Texas, và không hiểu vì lý do gì đó cái factory ở bên Texas nó làm cái lỗ nhỏ hơn, cho nên bốn cái cục này không vô được. Thì Peter kẹt, Peter không làm việc được. Xong rồi Peter cũng loay hoay, cũng tìm được cái cách giải quyết. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, Peter mua cái bộ mới. Cái bộ này nó gọi là Chirano, hiệu khác. Cũng, để coi, cũng 24 đô luôn. Mở ra cho các bạn coi. Thì nó như vậy đây, nó 4 cục, nó cũng 4 cục. Thì cái bộ nó như vậy, nó cũng 4 cục. Nó y chang cái bộ này. Tuy nhiên nó khác nhau cái gì? Cái bộ mới á, Peter mua như các bạn thấy nè, cái này nó nhỏ hơn, cái này nó bự hơn. Cái này bây giờ á là dùng cho cái xe Model Y của Peter rất là vừa nè. Peter bỏ vô cho các bạn xem. Ở dưới đây nó có cái lỗ chỗ mà mình đội lên đó, bây giờ Peter gắn vô nó dính luôn, nó nằm được ở trong, ở dưới cái gầm xe. Rồi lúc đó mình mới bỏ cái đồ đội xe nâng lên. Cho nên các bạn thấy á, là và cũng phải lưu ý, nếu các bạn có xe Model Y mà sản xuất ở Austin, Texas, thì các bạn phải mua cái bộ Chirano, là cái bộ này. Peter để cái link luôn cho cái này Chirano với cái puck nhỏ hơn. Các bạn thấy rõ nè, một cái mập hơn, một cái nhỏ hơn. Tuy nhiên cái đế, cái đít thì nó bằng nhau, chỉ có cái đầu á, khi cái chỗ mà nó vô cái lỗ nó khác nhau. Thì cái khác biệt đó là như vậy. Cái bộ Baseline này nè, Peter để cái này trong xe của bà xã, để mà nếu mà xe của bà xã mà có bị ban bánh xe thì có cái bộ này để dùng. Còn cái bộ Chirano này là Peter để trong xe của Peter. Thì cái video này Peter muốn chia sẻ các bạn là đây là cái món đồ 24 đô, nhưng mà một cái món đồ các bạn cần phải mua ngay lập tức, bỏ vô trong xe. Cho dù các bạn có tự sửa xe hay là như thế nào đó, phải có cái bộ này để cho người nào đó người ta sửa xe của bạn, người ta thay bánh xe, hay là người ta cần đổi cái xe của bạn lên, người ta có đồ để người ta làm cho nó đúng. Còn nếu không, người ta làm ẩu, giống như là cái câu chuyện Peter kể đó, cái tụi mễ kia nó làm ẩu chiếc xe của người bạn của Peter đó. Hên là nó không bị gì, chứ nếu mà nó bị hư cái gì, hoặc là nó cấn vô một cái chỗ mà nó làm lủng một cái lỗ cục pin, thì ai đền, nó rất là phiền phức. Cái này là cái mà cần biết. Thì trong cái video ngắn gọn này Peter chia sẻ các bạn, Peter để hai cái link xuống cho các bạn mua luôn. Một cái là các bạn mua nếu các bạn có cái Model 3 hoặc là cái Model Y mà làm ở bên Fremont thì mua cái này. Còn nếu mà các bạn có cái Model Y mà làm ở Austin giống như xe của Peter á, thì mua cái này. Thì nếu mà các bạn muốn find out là cái xe của bạn làm ở đâu á, thì nó có hai cách. Một là các bạn coi lại cái hồ sơ mà các bạn mua xe, thì nó sẽ nói là cái xe của bạn nó sản xuất ở đâu, và từ đó các bạn biết. Còn cái mà Peter biết cách để mà xem có xe của Peter làm ở đâu á, thì ở trên cái xe mình nó có một cái VIN number. VIN number thì cái xe nào nó cũng có cái VIN number hết. Thì các bạn đếm từ dưới đít đi lên 7 số,
7 7 7 chỗ đếm từ dưới đích đi lên 1 2 3 4 5 6 7. Thì ngay cái điểm mà ngay đó đó nó sẽ có cái chữ F hoặc là chữ A. Nếu mà nó để là chữ F á, thì là cái xe của bạn làm ở Fremont, California. Còn nếu mà nó có cái chữ A đó thì cái xe của bạn nó làm ở Austin, Texas. Trong cái trường hợp của xe Peter á là đếm từ ở dưới đi lên 7 7 chỗ, 7 7 7 cái space. Thì cái xe của Peter nó có cái chữ A E. Chứng tỏ cho thấy là cái xe của Peter là làm Austin, và làm ở Austin á thì Peter phải có cái puck nhỏ, chứ không có cái puck nhỏ thì không vô cái lỗ xe được. Cái base no á ở trên Amazon, nếu các bạn đi lên cái base no là cái cũ nè, thì nó không có cái lựa chọn cho các bạn mua cái kích thước nhỏ. Tuy nhiên cái hiệu Chirano là cái hiệu này, nếu mà các bạn lên Amazon dùng cái link của Peter lên Amazon thì các bạn sẽ có thấy là nó bán hai kích thước luôn, một cái kích thước nhỏ và một cái kích thước lớn, để cho hai loại xe Tesla. Ok nha. Rồi, nếu các bạn nào mà coi cái này mà vẫn chưa hiểu thì có thể comment xuống rồi Peter giải thích thêm. Ok, thân mến chào các bạn.